Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Mình là Văn là Phạm đây. Hôm nay là ngày làm việc cuối tuần của mình nè các bạn. Cho nên á, có một bạn cũng mong muốn đi Nhật Bản các bạn và hỏi mình á, đó là bây giờ dịch bệnh như thế này có nên đi học tiếng Nhật và để đi xuất khẩu lao động Nhật Bản hay không? Thì mình cũng chia sẻ với cái bạn đó cùng với một số bạn ha cũng đang quan tâm về vấn đề đi Nhật này các bạn nhé. Nhưng mà không biết có nên quyết định đi Nhật hay không? Đang rất là phân vân các bạn, nhiều bạn trẻ á, chưa có nhiều mối quan hệ, chưa có nhiều về kiến thức á, và cũng không biết bên Nhật Bản này á, nó đang như thế nào cả, cho nên các bạn cũng rất là lo lắng. Thì các bạn cũng mong muốn qua Nhật để kiếm thêm thu nhập và tăng cái thu nhập của mình lên để có một cái số tiền tiết kiệm á, rồi là giúp đỡ gia đình, rồi sau này á, các bạn làm những cái việc này việc kia nó tốt hơn ha. Còn ở Việt Nam á, nếu như các bạn mà có công việc tốt rồi á, mối quan hệ ổn định rồi á và cái tương lai sáng rạng rồi á, thì mình tin rằng á, ít ai mà đi qua bên Nhật Bản này để đi làm thuê, làm công ăn lương cả các bạn ạ. Đó là mình chia sẻ thật lòng như vậy ha. Và mình chia sẻ với cái bạn đó cùng với một nhiều bạn á mà đang quan tâm về cái suy nghĩ á, là có nên đi Nhật Bản bây giờ hay không. Thì mình chia sẻ cái quan điểm của mình nha các bạn. Còn cái quan điểm của các anh các chị, của các cô các chú á, của các bạn trẻ như thế nào á, thì cùng chia sẻ cho những cái bạn đang ở Việt Nam á, mong muốn qua Nhật Bản làm việc. Thì chia sẻ và comment á, những cái chia sẻ bổ ích cho các bạn ở dưới này ha. Còn quan điểm thì không có đúng không có sai các bạn ạ. Các bạn thấy cái nào á mà nó thích hợp với các bạn á thì các bạn quyết định nhá. Các bạn phải chịu trách nhiệm về những cái quyết định trong cuộc đời của các bạn. Không có ai có thể chịu trách nhiệm cho các bạn hết á. Bố mẹ của các bạn cũng không chịu trách nhiệm đâu. Anh chị của các bạn cũng không chịu, không có ai có cái trách nhiệm để mà chịu trách nhiệm cho các bạn trong cuộc đời này cả. Mình phải tự chịu trách nhiệm các bạn ạ. Đó nhá. Thì thực sự các bạn này, nếu như các bạn có cái tư duy lâu dài á, làm ăn lâu dài các bạn, thì mình khuyên các bạn á, nếu các bạn mong muốn đi Nhật Bản á để qua một cái môi trường mới, học tập những cái điều mới và kiếm thêm thu nhập cao hơn so với ở Việt Nam ha, thì mình khuyên các bạn nên đi lâu dài. Ở đây là gì, ví dụ các bạn qua Nhật Bản qua đây làm 3 năm hoặc 5 năm đi, thì mình áng chừng nhá, thì 3 năm các bạn dư, thấp nhất các bạn dư khoảng 5 đến 600 triệu, mình ví dụ như vậy ha. Có thể cao hơn và không không có thấp hơn đâu các bạn ạ, tùy vào các bạn chi tiêu. Chứ mình nói 5-600 triệu á, mà các bạn qua đây ăn uống chi tiêu rồi là mua sắm đủ các thứ á, thì làm sao mà các bạn dư nhiều được. Thì đó là mình chia sẻ như vậy ha. Còn á, cái lâu dài này là mình chia sẻ với các bạn á, chả nhẹ các bạn đi làm tha hương cầu thực như thế này mãi sao. Tuổi trẻ của các bạn á, cứ bán ở đất quê hương xa trời như thế này mãi sao. Các bạn còn có bố mẹ này chứ, các bạn còn có những cái mối quan hệ làng xóm láng giềng quê hương đất nước của mình nữa chứ, đúng không? Cho nên mình khuyên các bạn á, là học cho mình một cái nghề, hoặc là tìm hiểu á, và đầu tư kiến thức mối quan hệ của các bạn á, trong một cái ngành nghề, một cái sở thích nào của các bạn á. Có bạn sẽ thích về kinh doanh buôn bán, đủ thứ các bạn, đủ loại buôn bán cái gì chả được, đừng có vi phạm pháp luật và đạo đức là được. Và cái thứ hai á, có bạn thì thích học về tìm hiểu về những con số giống như là chứng khoán á các bạn. Đó thì các bạn, tại vì các bạn chưa thử, chưa tìm hiểu và chưa làm bao giờ, cho nên các bạn chưa biết các bạn yêu thích cái gì, cho nên các bạn cứ tìm hiểu và học hành và thử làm xem ha, thì các bạn sẽ tìm ra được cái mà các bạn thích. Có bạn thì thích đầu tư về bất động sản, thì bạn đó sẽ tìm hiểu cũng như là đầu tư vào bất động sản. Tùy mỗi người nha các bạn, không có cái gì đúng có sai cả. Có bạn thì thích mua vàng các bạn ạ, mua vàng và giữ á, đợi nó giá cao lên nó bán. Đó, tùy vào mỗi người nha các bạn. Nhưng ở Việt Nam của mình á, thì mình nghĩ nha các bạn, thì là kinh doanh buôn bán này các bạn, rồi là đầu tư bất động sản đấy, hoặc là về chứng khoán đấy, vàng đấy, bốn cái đó nha các bạn. Có cái thứ năm nữa, đó là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp á các bạn. Đó, năm cái đó là chín các bạn ha. Và đa số mọi người giàu á thì người ta đều đi theo năm cái con đường đó. Thì mình cũng cùng, cùng chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Còn cái gì mà các bạn nói liên quan đến Forex á, liên quan đến coin á, thì những cái gì á, mà pháp luật Việt Nam á, nó chưa quy định rõ ràng á, và chưa có pháp luật công nhận này kia, thì các bạn khoan hãy vào các bạn nhé. Kể người nào kiếm tiền được những cái đó, họ khoe trên mạng, khoe trên này trên kia, kệ họ các bạn. Đấy, thì mình chia sẻ với các bạn như vậy ha. Đừng có chơi cái kiểu 50-50 các bạn, chơi đen đỏ nó rất là nguy hiểm ha. Đấy, mình chia sẻ với các bạn như vậy nhá. Thì các bạn qua bên Nhật Bản này á, trước sau gì các bạn cũng qua thôi. Đó,
thì các bạn tại sao á, bây giờ là thời gian tuyệt vời này để các bạn học tập á, tiếng Nhật này, trang bị sức khỏe này tốt. Chứ các bạn cứ nghĩ là các bạn đăng ký học tiếng Nhật á, là 3 tháng sau, 6 tháng sau á, là các bạn có thể bay qua Nhật Bản làm việc được á. Không có đâu các bạn ạ. Ngay cả bản thân mình cũng mất 10 tháng trời học tập và rèn luyện sức khỏe các bạn, trang bị đủ thứ luôn á, văn hóa Nhật này kia để mới được qua Nhật Bản làm việc. Những đứa em của mình á, những đứa cô hai của mình á, mất 1 năm rưỡi các bạn ạ, mất 1 năm rưỡi trời để mà qua được Nhật Bản làm việc. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy ha. Nhưng tại sao người ta vẫn cố gắng học tập và bây giờ cũng qua được rồi các bạn? Đấy, đó là mình chia sẻ như vậy thôi các bạn nhé. Đấy, để các bạn, còn nhiều bạn á, nghe mình nói 10 tháng á, cũng đã lâu rồi. Và bản thân của mình cũng chấp nhận cái 10 tháng bỏ ra đó để học tiếng Nhật, học kỹ năng, rồi học giao tiếp, học đủ thứ các bạn. Thì mình cũng chấp nhận mà, cũng chỉ những đứa em của mình này, mất 15 tháng, 18 tháng. Đó, để mà qua được Nhật Bản này làm việc này các bạn. Các em đó cũng không có trẻ đâu các bạn nhá, cũng cùng sinh năm 994 này, đó 95 này, 96 này, chứ không phải trẻ nữa đâu. Đó, nhưng tại sao họ chấp nhận? Tại vì ở Việt Nam á, họ làm cái công việc mức lương rất là thấp và họ không thay đổi á, thì họ cứ nhận mức lương 7 triệu, 8 triệu, rồi ăn uống với bạn bè á, rồi đi chơi la cà này chỗ kia, rồi tháng dư được 2 3 triệu con trai á, là tốt lắm rồi, là siêu lắm rồi các bạn. Rồi Tết dứt á, mỗi lần về quê rồi đi chơi với bạn bè rồi ăn tiêu hết, mua cái này cái kia hết. Còn qua Nhật Bản này á, các bạn có ít bạn bè này, các bạn đi làm việc nhiều này, và ở Nhật Bản này á, đi lại này kia chi phí rất là nhiều, cho nên các bạn không đi chơi nữa. Qua đây các bạn thấy khổ rồi á, kiếm ra đồng tiền rất là khổ, rất là vất vả. Và các bạn biết rằng á, xã hội này không có ai yêu thương các bạn hơn bằng bố mẹ của các bạn đâu, bằng gia đình của các bạn đâu. Cho nên á, các bạn yêu thương gia đình của các bạn hơn. Làm được bao nhiêu tiền á, các bạn để lại một phần để các bạn chi tiêu và mua sắm một ít á, cái những cái đồ mà các bạn thích thôi, chứ các bạn cũng không có vung tay quá tráng như ở Việt Nam nữa đâu. Và không có nhiều bạn bè để các bạn ngày nào cũng nhậu nhẹt, ngày nào cũng cà phê nữa đâu. Qua đây đi làm 8 tiếng mỗi ngày hoặc tăng ca, về là các bạn mệt rồi, các bạn nghỉ ngơi, các bạn học tiếng Nhật, rồi các bạn làm những cái điều các bạn thích, chơi game, chơi đồ tùy vào mỗi người thôi. Nhưng qua đây á, các bạn đi làm đều thứ thứ hai đến thứ sáu á, mỗi tháng các bạn mình dư ra được 15 triệu rồi. Các bạn có thấy hơn ở Việt Nam rất là nhiều không? Và cái thứ hai mà quan trọng á, là qua đây các bạn có cái môi trường mới so với Việt Nam rất là nhiều các bạn nhé. Qua đây các bạn á, thấy cuộc sống ở bên này, công việc ở bên này và cái cảnh vật ở bên này á, nó khác xa với Việt Nam rất là nhiều. Và nó rất là tĩnh lặng các bạn ạ. Cho dù các bạn sống ở những thành phố lớn á, đông đúc người, nghẹt người qua lại á, thì các bạn vẫn cảm thấy cô đơn, các bạn vẫn cảm thấy lạc lõng ở giữa đất nước Nhật Bản này các bạn nhé. Thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống này á, là do các bạn quyết định thôi ha. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thời gian đó á, để các bạn tĩnh tâm lại và suy nghĩ lại về con đường của các bạn. Còn các bạn thì cứ đăng ký thôi. Mình bảo với các bạn này, dịch này không bao giờ có thể mà nó kéo dài suốt mãi được, rồi đến một thời điểm mà nó cũng sẽ dứt điểm thôi. Đó, mình nói về các bạn như vậy ha. Còn các bạn cứ đăng ký mà đi thôi. Còn không thì các bạn không đi thì các bạn cứ tiếp tục chờ đợi đi, hoặc làm việc những cái công việc của các bạn, đó là tùy các bạn nhé. Thì các bạn chờ rồi các bạn không học á, thì sau này các bạn qua đấy thì các bạn bỡ ngỡ. Còn không thì các bạn cứ chấp nhận với cái mức lương thấp 7 triệu, 8 triệu, rồi trừ ăn uống chi tiêu, rồi nhà cửa này kia, cà phê, cà pháo với bạn bè sống á, thì tiết kiệm được 3 triệu, 4 triệu gì đó á. Rồi 1 năm trời các bạn tiết kiệm được 30 triệu, 40 triệu á, bằng một thằng lương ở bên Nhật Bản này thôi. Thì các bạn hãy cứ cố gắng làm như vậy đi. Đó là mình chia sẻ thật lòng như vậy nhá. Còn bạn nào mà có chí hướng rồi á, đã có con đường sẵn rồi á, thì cứ nghe mình nói đi, kiếm cho mình một cái nghề, hoặc qua đây học tiếng Nhật tốt vào. Sau khi về Việt Nam á, các bạn có tiếng, các bạn có kinh nghiệm làm ở Nhật Bản này rồi, thì các bạn cũng xin vào những công ty mà có cái vốn FDI ấy các bạn, vốn đầu tư của nước ngoài á, nhất là của Nhật Bản các bạn. Các bạn biết không, Nhật Bản và Hàn Quốc á, là hai cái đất nước á, có cái vốn đầu tư FDI vào Việt Nam á, lớn nhất, kinh khủng không các bạn. Năm 2021 á, thì mình vừa mới xem bên cái thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư các bạn, thì Nhật Bản đứng thứ hai này, Hàn Quốc đứng thứ ba, và các bạn biết nước nào là đứng số 1 đầu tư vào tiền vào Việt Nam không không các bạn? Đó là Singapore các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy tương lai là Việt Nam của mình á, sẽ trở thành một
cái nơi sản xuất công nghiệp rất là mạnh nhé các bạn. Tại vì sao mà chính phủ á, người ta đưa lao động á của Việt Nam của mình trình độ tay nghề yếu á các bạn, cho ra nước ngoài học tập rất là nhiều như vậy, nó có lý do các bạn nhé. Cho đi qua Nhật, qua Hàn, qua Đài Loan như vậy là nó có lý do đấy. Là các bạn hãy nghĩ mà xem, Trung Quốc á, cách đây á, là 20 năm, 30 năm trước á, nó đã làm điều này rồi. Nó cho người lao động chất lương thấp của nó các bạn đi ra nước ngoài làm lao động chân tay như thế này các bạn ấy, để cho nó phù hợp với cái văn hóa làm việc của môi trường công nghiệp trong nhà máy ấy các bạn. Còn những đứa nào giỏi á, nó cho đi kỹ sư, nó cho đi học du học á, ở những đất nước phát triển như Mỹ, châu Âu, để sau này nó về nó tiếp nhận những cái kỹ thuật cao các bạn ạ. Còn những cái công nhân lên nghề như các bạn qua đây này, sau này á, các bạn sẽ về Việt Nam á, và những nhà máy ở Nhật này, ở Hàn Quốc này, ở châu Âu á, họ sẽ đổ vào Việt Nam và họ có cần có những cái lao động lên nghề đã làm ở thị trường Hàn Quốc rồi, Nhật Bản rồi, Đài Loan rồi á, quen với cái việc làm công nghiệp rồi á. Các bạn không thấy thời sự lúc nào nói đúng không, trình độ lao động của Việt Nam của mình á thiếu tay nghề rất là cao đó, làm vừa chơi các bạn, cái kiểu lúa nước á, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái sự phát triển của công nghiệp của mình đấy. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy ha, mà cơ hội rất là nhiều cho các bạn đi theo con đường đó, đó tùy vào các bạn thôi, còn các bạn quyết định là ở các bạn đó. Đó là mình chia sẻ với các bạn như vậy. Hơn 500.000 người, hơn nửa triệu người Việt Nam đang sinh sống làm việc học tập ở Nhật Bản nha các bạn. Các bạn hãy nghĩ con số đó đi, không phải ít đâu các bạn. Hơn nửa triệu dân của Việt Nam của mình đang sinh sống làm việc học tập ở Nhật Bản này luôn các bạn. Đó là mình chia sẻ với các bạn con số như vậy ha. Và bây giờ mình đi vào làm việc các bạn ạ. Cái tiếng chuông vừa rồi á, đó là cái tiếng chuông đánh thức cho mọi người nghỉ ngơi dậy ấy các bạn. Rồi đánh răng rửa mặt rồi là tỉnh táo á, để bắt đầu làm việc tiếp. Rồi xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn và gia đình của các bạn thật nhiều sức khỏe.